Thưa quý vị, tiếp tục là một phản ánh của khán giả đang sinh sống tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội gửi đến cho chúng tôi. Theo khán giả này, thì tại tuyến đường ngõ 59 phố Dương Khuê, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, người dân đã lấn chiếm ngõ phố để buôn bán và kinh doanh. Theo phản ánh, tuyến đường hè phố 59 Dương Khuê, lối đường đi gần như bị chiếm dụng để kinh doanh buôn bán hoa quả, thực phẩm, rau thịt và nhiều mặt hàng kinh doanh khác. Việc phố nhỏ bị lấn chiếm khiến cho mất trật tự đô thị, các phương tiện tham gia giao thông cũng bị cản trở mất an toàn điều đáng nói thực trạng trên diễn ra thường ngày mà những người vi phạm không sợ bị lực lượng chức năng phường mai dịch xử lý gây bức xúc cho người dân tham gia giao thông qua khu vực nói trên khán giả phản ánh gửi đến chương trình đề nghị các cơ quan chức năng công an trật tự tại phường yên sở cần sớm kiểm tra và xử lý vi phạm nêu trên